Chào bạn thân mến, trong video này thì Nguyễn Hiếu sẽ chia sẻ tới bạn là bốn điều bạn nên biết trước khi chúng ta luyện tập yoga. Gần đây thì Nguyễn Hiếu có nhận được rất là nhiều những câu hỏi rồi những cái cuộc nghe được rất là nhiều những cái cuộc thảo luận vô cùng thú vị. Đó là mọi người khi mới bắt đầu luyện tập yoga thì thường kể cho nhau về những cái điều mà họ muốn biết khi mới tham gia luyện tập. Nguyễn Hiếu chắc chắn rằng là bạn cũng sẽ có những cái câu hỏi liên quan tương tự đến điều này. Câu hỏi đầu tiên và thắc mắc đầu tiên đó chính là đau đớn khi luyện tập yoga có ổn không? Bạn thân mến, nếu như mà bạn trong quá trình luyện tập yoga thì cái cơ thể của chúng ta sẽ có cái sự kéo giãn và làm mềm ra. Chính vì vậy, các cơ và thậm chí là các cái dây chằng xung quanh cái phần khớp sẽ có hơi đau một chút và nó đau ở cái mức độ mà bạn cảm thấy đó là sự kéo giãn, thì đó là cái điều hết sức bình thường. Và cái sự đau đớn này sẽ mất đi sau khoảng 7 ngày cho đến 10 ngày luyện tập. Tuy nhiên, nếu như bạn cảm thấy cái sự đau đớn đấy nó là bất thường, khiến cho ảnh hưởng đến sinh hoạt của bạn, đau dữ dội và đau liên tục, đau nhiều ngày và không khỏi, thì bạn cần phải thông báo với giáo viên của bạn ngay, và thậm chí là bạn có thể đến bác sĩ để chụp chiếu, để kiểm tra xem rằng là mình có đang bị chấn thương không, để giúp chúng ta khắc phục và điều trị kịp thời. Tuy nhiên thì trong quá trình luyện tập thì Nguyễn Hiếu vẫn luôn khuyên học viên của Nguyễn Hiếu rằng là không nên tập quá sức chịu đựng, quá cái ngưỡng của cơ thể, và hãy bắt đầu luyện tập thật chậm rãi và không không cần chúng ta cần phải cố gắng quá sức ở trong cái buổi tập đó. Khi mới tham gia thì chúng ta có thể luyện tập từ 30 phút, và nếu như mà chúng ta cảm thấy rằng là cái buổi tập đấy đang quá sức của mình thì cần phải nằm xuống và thư giãn ngay để tránh quá sức và cũng không làm ảnh hưởng, làm tổn thương hoặc là gây chấn thương cho cơ thể. Điều thứ hai đó là thay đổi một tư thế và sử dụng những cái dụng cụ hỗ trợ, thì có nghĩa rằng là bạn là người yếu đuối và không linh hoạt trong cái việc luyện tập yoga. Thì cái điều đó đôi khi bạn nghĩ rằng là bạn cần phải tạo dáng rồi là luyện tập làm sao để cho thật giống như là những cái hình mẫu, thì bạn cần đến một số những cái sự can thiệp của một cái số dụng cụ, thì đó là điều hết sức bình thường. Trong khi luyện tập thì những cái dụng cụ đó cũng rất tốt để giúp chúng ta vào tư thế và thậm chí là làm cho cái tấm hình của chúng ta cũng đẹp hơn rất là nhiều. Trong thực tế thì mỗi một động tác yoga thì có rất là nhiều những cái thế biến thể mà chúng ta có thể luyện tập, và có nhiều cách để chúng ta hỗ trợ cho chúng ta để luyện tập cái tư thế đó được ổn định hơn, được chuẩn hơn. Và nếu như bạn có thể thấy rằng là những giáo viên chuyên nghiệp thì sẽ giúp cho bạn và hiểu được rõ ràng rằng là một cái tư thế đấy thì chúng ta cũng có thể luyện tập và có thể biến thể ra thành rất là nhiều các cái động tác. Tuy nhiên, nó cũng chỉ nằm trong cùng một cái động tác gốc mà thôi. Và các cái biến thể đó thì được xem xét và đánh giá rằng là cái cơ thể của bạn có cái sự dẻo dai và chắc chắn chưa, theo thời gian thôi. Và chính vì vậy rằng là khi mà mình mới luyện tập hoặc là trong quá trình luyện tập thì chúng ta cần phải sử dụng một số những cái dụng cụ củng cố cho cái quá trình rèn luyện của chúng ta được tốt hơn, thì đó là một điều hết sức là bình thường. Mình nếu thấy rằng đó là điều hết sức là bình thường và nó cũng rất là tốt trong cái quá trình luyện tập và tạo cho cái không gian luyện tập của chúng ta cũng chuyên nghiệp hơn, và chúng ta thấy rằng là cái điều đó nó sẽ mang lại cái cảm hứng cho chúng ta khi chúng ta luyện tập. Điều thứ ba đó là mỗi một ngày chỉ cần dành ít nhất chừng 10 phút cho yoga. Ngay cả khi bạn có thể luyện tập hơn cả 10 phút, và bạn cũng có thể luyện tập sau cái giờ làm việc và bạn cảm nhận cái sự thư giãn đó, thì đó cũng là điều hết sức là bình thường và hết sức là tuyệt vời
Và Nguyễn Hiếu mong muốn rằng là ngay cả khi đối với cả 10 phút mỗi một ngày nhưng bạn duy trì đều đặn hàng ngày thì nó cũng sẽ làm giúp cho cơ thể của bạn tạo được một cái thói quen luyện tập, thậm chí nó còn tốt hơn là nếu như mà bạn tập 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi nhưng mà 1 tuần thì bạn chỉ tập được 1 đến 2 buổi, đúng không ạ? Và cái kết quả mà yoga đem đến cho sức khỏe của chúng ta nó nằm ở cái việc mà chúng ta luyện tập đều đặn và thường xuyên, thì bạn sẽ cảm nhận được cái sự mầu nhiệm và cái sự thay đổi rõ rệt của cơ thể. Nguyễn Hiếu mong rằng là khi mà luyện tập tuy ít thời gian nhưng mà bạn vẫn duy trì và đều đặn hàng ngày như thế thì sẽ rất là tốt, và đó là cái cơ hội để củng cố cái sức khỏe của bạn vô cùng tuyệt vời. Điều cuối cùng mà các bạn thường thắc mắc và thảo luận rằng đó là để ý đến những cái người xung quanh trong phòng tập. Bạn thân mến, bạn cũng đừng quá lo lắng về những gì mà người khác nghĩ về bạn trong quá trình thực hành yoga. Trên thực tế rằng là khi mà Nguyễn Hiếu vào trong cái lớp và Nguyễn Hiếu hướng dẫn yoga thì hầu hết là các học viên ở đó họ rất là tập trung vào cái cơ thể của chính họ. Họ tập rất là hăng say và đôi khi là còn nhắm mắt ngay cả khi luyện tập nữa. Thế thì chính vì vậy là thậm chí rằng là họ sẽ còn không nhận thấy rằng là có cái sự góp mặt của bạn đang ở cái tấm thảm bên cạnh đó. Thì chính vì vậy bạn không nên để ý tới những người xung quanh trong lớp học, mà hãy để ý tập trung vào cái cơ thể của chính mình, tập trung vào động tác của mình, để ý tới hơi thở, tạo cái sự liên kết giữa hơi thở và từng chuyển động của cái tư thế thì sẽ giúp cho cái cơ thể của bạn được tận hưởng toàn bộ cái không gian và những cái lợi ích mà yoga đem đến cho sức khỏe. Nguyễn Hiếu mong rằng 4 điều này sẽ giúp bạn giải tỏa được những cái thắc mắc và những cái điều lo lắng trước khi bước vào phòng tập hoặc là trước khi chúng ta bắt đầu với yoga, để giúp bạn tự tin vào bản thân mình hơn, giúp bạn yêu mến, yêu thích yoga hơn và giúp bạn có cái thói quen luyện tập chăm chỉ đều đặn hơn để duy trì củng cố sức khỏe cho cơ thể và sức khỏe cho tinh thần của chính bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Và nếu như bạn cảm thấy những video của Nguyễn Hiếu có ích trong cuộc sống thì hãy nhớ chia sẻ và đăng ký phía dưới đăng ký kênh YouTube Nguyễn Hiếu Yoga để chúng ta nhận được nhiều những chia sẻ, nhiều bài tập hữu ích hơn nữa giúp cho cuộc sống của bạn trở nên khỏe mạnh và vui vẻ hơn bạn nhé. Cảm ơn bạn, xin chào và hẹn gặp lại bạn vào những video tiếp theo.